Nhớ cái CEO, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình và mình là Củ EK. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Phong Hằng Diễn Nghĩa. Nếu bạn trên tay mình là tập 3, bây giờ chúng ta tiến hành khui siêu và khám phá bên trong sẽ có những gì nha các bạn. Câu chuyện vẫn giữ nguyên là 13, 18 và trọng lượng của tập 3 này là 270g với số trang là 246 trang nha các bạn. Bây giờ đây quà tặng được tặng kèm theo đó chính là một cái kẹt BBC bát quái nha. Kẹt mỏng nha, khá là đáng tiếc. Chúng ta được bị rơi được cán bóng nha các bạn, khá là xịn sò. Và cái bộ này chúng ta sẽ ghép lại các bạn, ghép lại chúng ta sẽ được một bức tranh hoàn chỉnh nha các bạn, rất là đẹp luôn. Phong Hằng Diễn Nghĩa, chữ Phong Hằng Diễn Nghĩa được làm nổi kiểu như màu vàng các bạn, giá tiền là 70.000 nhưng bạn mua chỉ khấu hơn khoảng 60-61 hoặc là quanh khoảng 60 các bạn, tùy nơi nha. Đây bị kêu bên trong, bên trong ta sẽ có một cái tranh gặp tàu chuyện, đây tranh gặp ba nha, khá là đẹp nha các bạn. Ta có một trang nốt lót nền đó. Bên trong ta sẽ có thêm một số trang chì màu nha, chuyển được trên giấy, cái này không phải là giấy BB80, kiểu phiên bản giấy nó giống như Ramstone nha các bạn. Đây một số hình ảnh và một số trang màu của tập 3 Phong Hằng Diễn Nghĩa, chuyển được in gia công 4.000 bản. Phong Hằng Diễn Nghĩa là một tác phẩm truyện tranh sáng tác năm 1996 của tác giả Riro Fusaki, dựa trên bộ tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng của Trung Hoa Phong Hằng Diễn Nghĩa. Câu chuyện lấy bối cảnh triều đại nhà An 3.000 năm trước, tiên nữ độc ác đắc kỷ mê hoặc vua Chu Dương khiến nhà vua mê tươi sắc thủ, bỏ mặt dân chúng làm hàng. Lúc bấy giờ trên thế giới Nguyên Hỷ Thiên Tôn cho gọi đại đệ tử Thái Công Phộng tới và giao cho anh ta nhiệm vụ phong ấn linh hồn của 365 tiên nhân làm lũng đoạn trần gian, trong đó có đắc kỷ lên đài phong hằng. Và thế là cùng với linh thú Tứ Bát Tượng, Hải Công Phộng khăn khói lên đường. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 3 của Phong Hằng Diễn Nghĩa. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.